Chào các bác, một số bác hỏi em so sánh nhanh dòng Lalo 86 TPA của LG và AU 9000 của Samsung trong phân khúc giá 19 triệu quay đầu thì mua cái mặt hàng nào? Thì đây sẽ là một clip so sánh rất là nhanh giữa hai thằng 86 TPA và AU 9000 trong năm 2021. Thì các bác nhớ nhấn subscribe để theo dõi video quay, review cũng như so sánh cập nhật giá thành các dòng TV bán trên thị trường. Cảm ơn mọi người. Trước cái clip này thì con AU 9000 có giá thành khoảng 17-18 triệu. Nhưng mà nhờ vào cái chương trình sinh nhật của Ecomart và cái trợ giá của Samsung thì AU 9000 giảm rất là sâu. Có lẽ trừ về chỉ còn khoảng 15.850.000 thôi. 15.850 so sánh với cả 55 Lalo 86 TPA thì mua cái thằng nào? AU 9000 của 2021 thì Samsung cho cái thiết kế khá là đẹp và tinh tế. Con này tràn viền ba cạnh. Với phong cách cái thiết kế để con AU 9000 nhưng phiên bản 5550 này, em quay nó dễ nhìn này. Tấm màn rất là mỏng. Chân đế là chân đế nhựa và chống theo kiểu ở giữa trung tâm chứ không phải là chữ V hai đầu theo kiểu truyền thống. Với cái thiết kế của AU 9000, chân đế giữa như vậy thì khá là dễ dàng lựa chọn cái bề mặt lắp đặt. Còn đối với mà các bác treo tường thì với những chiếc TV có cái thiết kế tràn viền thì cho cái thẩm mỹ rất là cao. AU 9000 15.850 giảm giá khoảng hơn 1 triệu. Với cái mã hàng này thì đây sẽ là một trong những mẫu TV trong phân khúc giá đó là đầy đủ cũng như là rất là xứng đáng để các bác có thể lựa chọn và có thể so sánh với các dòng TV bán trên thị trường. Sở hữu cái độ phân giải 4K, có điều khiển tìm kiếm giọng nói, có cả trợ ảo tiếng Việt Google Assistant rồi. Thì chất lượng hình ảnh cũng như chỉ số độ sáng và cái công nghệ kết nối với cả các thiết bị ngoại vi thì sẽ cho cái hình ảnh hiển thị cũng như là màu sắc cái độ rực rỡ nó rất là tốt. Con này thì có cái giải màu Dynamic Crystal, nó cho cái chi tiết cũng như là cái vùng sáng hay là cái độ tương phản nó sẽ cao hơn so với cả những cái mẫu TV như AU 7000 hoặc AU 8000. Nhưng mà để so sánh với cả thằng 55 Lalo 86 T3 thì mua cái thằng nào thì bây giờ em sẽ di chuyển ra con đó để các bác xem rất là nhanh. Đây là 55 Lalo 86 TPA. Thì tại Ecomart đang bán cái mã hàng này trừ hết quà thì con này về đang còn khoảng 18 triệu. 18.990. 18.990 cho một cái mẫu TV của năm 2021. Vậy thì con này về giá thành thì nó đã cao hơn so với cả AU 9000 tới gần 3 triệu rồi. 15.850, 15.9 và 19 triệu thì nó đang chênh nhau khoảng tầm 3.150.000. 3.150.000 thì con Lalo 86 TPA của LG nó sẽ hơn con AU 9000 ở những điểm sau. Đầu tiên là con này có chip xử lý. Trên Lalo 86 TPA thì có chip xử lý Alpha 7 thế hệ thứ tư. Con chip này nó sẽ có cái tác dụng là tất cả những nguồn tín hiệu được hiển thị trên cái màn của 55 Lalo 86 T3. Cái nguồn tín hiệu đầu vào thì nó sẽ giúp nâng cấp cái độ phân giải cũng như là xử lý cái độ sắc nét tinh chỉnh, màu sắc cũng như là cái hiển thị của những cái vùng sáng, vùng tối, cái độ tương phản được thể hiện. Trên chip Alpha 7 thế hệ thứ tư này thì là con chip được tích hợp trên những dòng TV OLED như con A1 của 2021 hay là cái con B8 của năm 2020, nhưng mà là thế hệ thứ tư, thế hệ mới nhất của 2021. So sánh về độ tương phản thì trên Lalo 86 TPA nó sẽ cao hơn so với cả độ tương phản trên AU 9000. Cái đặc điểm thứ hai đó chính là cái tần số quét. Tần số quét của Lalo 86 T3 thì sở hữu tần số quét 120Hz. Cái tần số quét này thì các bác xem những khung hình có tốc độ chuyển động nhanh, xem thể thao hoặc bộ phim hành động thì trên Lalo 86 nó sẽ quét hình mượt hơn so với cả AU 9000. Màu sắc thì trên AU 9000 màn của LG nó sử dụng cái công nghệ xử lý hình ảnh thì cái độ mượt mà cũng như là độ rực rỡ nó sẽ hình ảnh nó sẽ chân thật hơn so sánh với cả Samsung. Samsung thì nó sẽ rực rỡ và sống động, tươi hơn, nó rực hơn so với cả màn của LG. Đấy thì chênh nhau 3.150.000 thì trên Lalo 86 còn tích hợp cả điều khiển Magic Remote. Đấy, các bác sử dụng cái Magic đó thì nó sẽ lướt con trỏ khắp màn hình. Ngoài ra thì trên con này thì có cả chuẩn công nghệ Dolby Vision và cho chiếc âm thanh chuẩn Dolby Atmos nữa. Nó sẽ giúp cái độ chân thật của những cái âm thanh thể hiện nó sẽ sống động hơn so với cả AU 9000.
Để mà so sánh thì thiết kế con này cũng thiết kế tràn viền, chân đế còn là chân đế bán nguyệt đặt giữa trung tâm. Nên là khi mà các bác so sánh và phân khúc giá thành 19 triệu quay đầu, muốn lựa chọn giữa AU9000 và 5586T3 thì hai cái thằng này thì con 86T3 nó sẽ vượt trội hơn rất là nhiều. Con 86T3 này các bác cũng nên so sánh với cả Q60A của Samsung trong năm 2021. Còn các công nghệ kết nối các cái thiết bị ngoại vi như smartphone, iPhone, Samsung hay kết nối từ màn hình laptop lên thì hai thằng có cái tốc độ cũng như cái khả năng kết nối tương đồng. Đấy. Quan trọng nhất là về chip xử lý đây, về tần số quét và cái tinh chỉnh màu sắc. Con chip này nó sẽ giúp cho các bác xem hình ảnh ở trên 5586T3 nó đẹp hơn khá là nhiều so với cả AU9000. Thế thì các bác có thể đặt hàng qua hotline 0974178586 hoặc truy cập website ecomart.vn để có thể trải nghiệm thêm nhiều cái sản phẩm cũng như là cái dịch vụ của bên em. Hàng hóa tại Ecomart bán thì tất cả mới nguyên hộp 100%. Lỗi đổi mới trong một tháng đầu nếu các bác gặp lỗi từ phía nhà sản xuất. Thì các bác trong khu vực thành phố Hà Nội thì bên em có thể giao lắp đặt tại nhà, thanh toán tại nhà trong ngày. Còn các bác trên toàn quốc thì sẽ đóng hàng gửi về qua các đơn vị vận chuyển uy tín như của Viettel. Đấy, các bác nhìn cái hình ảnh trên con 55086 này rất là đẹp. Thì em sẽ kết thúc clip tại đây. Thì trong cái clip sau thì em tiếp tục so sánh và cập nhật giá thành các mẫu TV khác để các bác cùng xem. Cảm ơn các bác.